Hôm nay đã là ngày 15 tháng 8 âm lịch, hòa trong không khí vui tươi rộn ràng đón Tết Trung thu của trẻ em trên cả nước. Mời quý vị và các bạn đến với chuỗi chương trình Vui Trung thu nhớ Bác do Hội Đồng đội tỉnh Gia Lai tổ chức cho các em thiếu nhi vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số một mùa Trung thu vui vẻ và ý nghĩa. Hội Đồng đội tỉnh Gia Lai đã tổ chức rất nhiều chương trình vui Trung thu cho các em thiếu nhi ở các xã vùng khó khăn. Chúng hoạt động đã thực sự đem đến cho các em một ngày hội trăng rằm đầy ý nghĩa. Với các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Ama Trang Lương, xã Gia Hờ La, huyện Chư Pứ, Tết Trung thu năm nay thật đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên các em được tham gia một chương trình lớn với sự có mặt của tất cả học sinh toàn trường. Trường có hơn 80% học sinh là người dân tộc thiểu số. Hàng năm các em cũng được chi đoàn thôn làng tổ chức Tết Trung thu, nhưng chỉ có vài tiết mục văn nghệ với ít bánh kẹo. Năm nay thì khác, khi nhận được thông báo, các em vui lắm. Chương trình đã trở thành một ngày hội đúng nghĩa cho các em với màn múa lân sư rồng đặc sắc, có rất nhiều tiết mục văn nghệ và trò chơi giao lưu sôi nổi. Đây là lần đầu tiên em được xem múa rồng, múa lân rồi được các anh chị tặng quà nữa. Em vui lắm. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để xứng đáng con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Qua chương trình này em cảm thấy rất vui và được vinh hạnh khi được đoàn tổ chức và tiếp sức cho các bạn một niềm vui mới khi được vào năm học mới. Đến đây em được tham gia rất nhiều chương trình như là múa lân, văn nghệ và được nhận quà. Các bạn rất vui ạ. Hàng năm cứ đến rằm tháng 8, phố phường rộn ràng với hình ảnh đèn ông sao, đèn cá chép và những hộp bánh trung thu, tiếng cười đùa của con trẻ cùng nhau phá cỗ đêm trăng. Tất cả là hình ảnh gắn liền với thời thơ ấu của bao thế hệ. Thế nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có được niềm vui giản dị ấy không hề dễ dàng. Thậm chí có em chưa một lần được nếm chiếc bánh trung thu. Đôi khi chỉ chiếc đèn lồng và một cái bánh cũng đã là mơ ước của các em. Vì vậy, được vui chơi thỏa thích trong ngày hội dành cho chính mình là món quà vô cùng ý nghĩa đối với các em. Tiên thì cũng xin cảm ơn các đơn vị, các ban ngành đã quan tâm một trường vùng sâu vùng xa là học sinh đồng bào. Trên 80% thì qua cái chương trình này là mang ý nghĩa đến cho các em là mở mang và học hỏi vui chơi. Bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Trăng thu Tây Nguyên năm 2019 tại trường tiểu học Nguyễn Du, xã Gia Băng, huyện Chư Prông. Nhân dịp này, Hội Đồng đội Trung ương đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 15 suất quà cho các em học sinh khó khăn, tặng 980 suất quà trung thu cho tất cả các em học sinh của trường. Trong dịp này, Hội Đồng đội Trung ương còn trao tặng cho trường một bộ chống đội và một tủ sách kim đồng. Thông qua chương trình nhằm xây dựng sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, hỗ trợ và đồng hành cùng các em trong học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng, bước vào năm học mới hào hứng, hiệu quả. Tết Trung thu năm 2019 thì Hội Đồng đội tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo cho Ban Thường vụ Hội Đồng đội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành của huyện để tổ chức Trung thu đồng loạt cho các em tại đặc biệt là tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn của huyện và trong toàn tỉnh. Thì về đối với phía hoạt động cấp tỉnh thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo nhà thiếu nhi tổ chức cho Trung thu cho các em tại hai địa bàn đó, xã An Thành của Đắc Bơ và xã Gia La của huyện Chư Pứ. Qua các hoạt động thì cũng nhằm giúp cho các em thiếu nhi tại các vùng sâu vùng xa, đặc biệt các em thiếu nhi người đồng bào dân tộc thiểu số có một cái sân chơi và có những cái món quà thì với một cái món quà ý nghĩa về mặt tinh thần, và cũng mong muốn là các em sẽ cố gắng học tập thật tốt trong cái năm học mới. Chương trình Tết Trung thu cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã thực sự mang niềm vui đến cho trẻ em vùng sâu vùng xa, giúp các em cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của tình yêu thương. Chính sự quan tâm ấm áp, sự hòa đồng sẻ chia của xã hội là động lực to lớn giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trở thành hạt nhân có ích trong xã hội.